Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình quay cho các bạn xem về cái vườn hoa dạng thọ mà nó đã sau Tết nha các bạn. Hồi nay thì nó cũng đã là có những cái bông nó khô rồi đó. Và mình hôm nay thì mình sẽ đi hái một số bông để về mình phơi, để mình lấy giống lại bông dạng thọ mình trồng xung quanh nhà nha mọi người. Để dụ như là có những cái Tết Thanh Minh các bạn thì cũng có bông ha. Sẵn quay cho các bạn chia sẻ, lâu lâu quay chia sẻ cho các bạn. Thì đối với cái bông dạng thọ này các bạn, mà mình muốn lấy giống lại mà cho nó thật là hiệu quả, mà mình trồng mình ươm lại cho nó có cái tỷ lệ cao á, thì đối với mà những bạn mà trồng đất như thế này nè, thì chỉ các bạn chỉ việc là tưới nước cho nó đều thôi, cho nó đủ cái lượng nước các bạn, và đợi nó bông nó khô nó chuyển sang cái màu xám á, thì mình sẽ bứt nó ra. Và trước khi á, mình hãy dạch nó ra ha. Mình thấy cái hạt của nó đen đen các bạn, nó thì mình bứt, mình về mình phơi khoảng đâu là 2-3 nắng ha, là nó sẽ trồng được thôi. Và cái tỷ lệ cái nảy mầm của nó thì nó khoảng đâu là 50% nha mọi người. Còn đây là những cái bông nó còn vàng nè. Giống này là giống vàng chanh nha mọi người ha. Cái nhị nó màu xanh. Thì cái này là giống 006 nha các bạn. Còn cái giống B2 thì nó cũng là màu vàng chanh luôn, nhưng mà cây của nó sẽ rất là xanh đen nha. Cây nó rất là mập đối với là cái giống B2. Còn những bạn mà trồng bông dạng thọ mà ở trên chậu á, thì hôm trước thì mình có chia sẻ rồi, thì các bạn là phải tưới phân cho nó, ví dụ như là DAP hoặc là 20-15 ha, và tưới nó định kỳ luôn và tưới nước đều luôn á, thì mình mới lấy giống lại được. Thông thường những bạn mà trồng trên chậu á, mà muốn lấy giống lại nó rất là khó luôn, tại vì mình lấy các bạn cái hạt giống nó bị lép, mình trồng nó không có lên. Còn ở dưới đất như thế này nè, nó đã đủ cái dinh dưỡng rồi, khi mà mình banh cái bông ra các bạn thì nó sẽ có những cái hạt đen ha. Nó thì từ đó thì mình có thể là mình để giống được, nhưng mà tỷ lệ nó lên chỉ khoảng đâu 50% thôi. Nhưng mà trồng cái này các bạn thì mình chỉ trồng được tại nhà thôi, chứ mình không có trồng kinh doanh được. Trồng kinh doanh nó bị lỡ củ rễ này nọ tùm lum à, nó bị sâu dễ bùa, những lại nó kháng bệnh đó, nó không bằng những cái giống mà F1 của mình mua nha các bạn ha. Thì ở đây thì mình lưu ý các bạn vậy, chỉ lặt mình để mình trồng xung quanh nhà thôi là cho nó đẹp thì được nha. Đó, mình banh ra mình thấy nó đen đen như thế này là mình cứ hái thôi. Nó là mình phơi nó, và mình có thể là mình bảo quản nó từ 2 cho đến 3 tháng nha các bạn ha, chứ mình không có để lâu được. Ví dụ như bây giờ đợt Tết này phải không, nó xong rồi bạn hái bằng để dành tới Tết năm sau bạn trồng á, thì nó tỷ lệ nó hao hụt nó rất là thấp. Có thể là có một số lên, nhưng mà đa số là nó sẽ không có lên nha các bạn ha. Các bạn lưu ý ha, nó tầm khoảng đâu là 3 tháng đổ lại ha. Còn như hoa màu gà này nọ các bạn thì các bạn có thể là để lâu được, và thậm chí bạn không cần mua cái giống F1 á, các bạn trồng thì nó vẫn lên. Cái hoa màu gà nó mạnh lắm, đặc biệt là cái giống lùng các bạn đó. Còn đối với cái dạng thọ này thì bắt buộc là anh em phải trồng trước nó là 3 tháng nha. Đó thì vậy thôi. Thì ở đây thì mình cũng có để một cái đường link mà hạt giống 06 các bạn của Rồng Vàng đó, thì bạn nào mà thích thì các bạn có thể mua ở trên cái đường link này ha. Thì mua trên sàn thương mại điện tử Shopee nó cũng khá là uy tín đó các bạn. Ở đây thì mình hay giới thiệu những cái link ở trên sàn thương mại điện tử của Shopee lắm, tại vì nó ổn hơn những cái sàn khác nha các bạn ha. Thì mỗi năm thì mình cũng hay mua một số các bạn để mình trồng, để mình chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề là trồng bông dạng thọ đó. Không, các bạn thấy à, nó bị nâu nâu như thế này là mình có thể là mình lặt được rồi đó. Những cái bông nào mà nó còn vàng thì bạn đừng có lặt ha, bạn lặt bạn ấy nó cũng không có lên đâu. Nó bạn cứ banh ra mà thấy nó đen đen à, cái hạt nó đen phải không, là bạn hái ha. Bây giờ bạn bỏ vô một cái rổ các bạn, rồi các bạn phơi nắng cho mình 3-4 nắng gì đó, rồi sau đó thì bạn bỏ vô một cái bịch, rồi các bạn cất dung tủ ly hay gì đó là được ha. Vậy thôi, nó cũng dễ lắm chứ không có gì khó đâu. Thì chắc khoảng đâu vài bữa nữa thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái thời điểm mà trồng về cái những cái rằm tháng 7, rằm tháng 10 cũng như là đợt Tết ha các bạn ha. Hầu như là mình cũng đã ra những cái video đó rồi, nhưng mà thời gian tới thì sẽ có mình chia sẻ lại cho những cái bạn mới á. Thì vì ngày nào cũng có những bạn mà đăng ký mới các bạn đó. Đó thì video quay ngày hôm nay chia sẻ cho bạn vậy ha. Thì bạn nào thấy mình chia sẻ cũng được á thì hãy bấm nút đăng ký kênh nha các bạn, cũng như là có cái hình quả chuông đó thì các bạn hãy bấm chuông nha. Nếu mà các bạn không có bấm chuông á thì khi mà mình ra video có thể là YouTube nó bóp cái đề xuất, là có nhiều bạn là bình luận là hỏi mình sao mà anh ra video mà em nhận không được á, các bạn phải vô tới tận cái Zalo với Facebook của mình á, các bạn nhắn tin mình luôn á. Cái đó là do YouTube nó bóp đề xuất. Đó thì quay sơ sơ cho các bạn xem về cái
vườn vạn thọ sau Tết ha. Đó thì nó ra như thế này. Rồi thì mình cũng xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video gần nhất của mình ha. Rồi mình mến chào.